Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên được ba cây kéo tỉa hàng rào, tỉa cây mini của hàng nội địa Nhật giới thiệu cùng với anh em. Đầu tiên là cây số 1. Nó dài khoảng 40 cm. Cái này thì nó nhỏ gọn, thích hợp cho anh em dùng tỉa cây tiểu cảnh hay làm mấy đồ linh tinh. Nó nhỏ vậy chứ nhưng mà nó tỉa rất là khỏe, rất là bén. Mình đã mài hết cho anh em rồi. Cây này nó nhẹ nhàng, anh em làm sân vườn nhỏ mini được hết, xếp vào kho nó gọn nhẹ. Có giá là 200.000 cây số 1. Tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 thì nó dài khoảng 50 cm. Nó dài khoảng 50 cm. Đó, nó lớn hơn cây số 1 một tí, cỡ 10 phân thì lưỡi nó cũng dài hơn. Lưỡi nó dài hơn, anh em cắt tỉa khỏe hơn. Cán gỗ cây này thì có giá là 250. Cây số 2. Tiếp theo là cây số 3. Cây số 3 cũng dài cũng 50 cm. Nó cũng giá 250. Cây số 3 thì nó thiết kế lưỡi dao nó dày, nó to hơn, nặng hơn. Cái này thì nó cắt được những cành lớn hơn. Cây số 3 là cây to dày nặng nhất, dài 50 cm. Thiết kế cây lưỡi nó cũng dày hơn mấy cái kia, dày hơn tí, cắt được cành to hơn, cái giá 250. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình đã ở dưới phần mô tả. Đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.